công tác phòng chống dịch đó, anh em cũng xa nhà rồi không có những cái điều kiện ở đơn vị ấy, nó cũng rất là giả lắm, thì anh em cũng vì cái trách nhiệm cũng hết sức nỗ lực vượt qua những khó khăn để mà hoàn thành nhiệm vụ như chỉ đạo của công an thành phố là anh em làm. Trước đây thì có quy định là làm 14 ngày mới thay ca về, nhưng mà hôm nay thì chỉ đạo của công an quận là anh em tất cả tập trung ở đơn vị, cho nên là rất nhiều anh em có thể là không về nhà, chỉ gây thăm gia đình, chỉ qua câu điện thoại hỏi gặp nhau để hỏi thăm là cha mẹ vợ con, để tình hình thông báo tình hình của gia đình để nắm. Thì ban chỉ huy cũng rất chia sẻ, thường động viên an ủi anh em để mà làm công tác tư tưởng, anh em vững vàng, nhưng mà mình tập trung cho công tác phòng chống dịch, phải xa nhà trong cái điều kiện hoàn cảnh cũng khó khăn về cái vật chất mình kia cái rất thiếu thốn. Cho dù cũng được sự quan tâm của công an quận, cũng được trang cấp này chuyện này kia, nhưng mà không bằng cái lúc mà bình thường. Mà anh em cũng rất là động viên với nhau để mà mình làm việc. Thì ban chỉ huy cũng theo dõi từng trường hợp, những khó khăn thì sẽ có những cách để mà giúp đỡ, cũng như là báo cáo công an quận những cái giúp đỡ kịp thời để anh em an tâm công tác. Thì gia đình đồng chí Dũng cũng không may là có người thân là như ba đồng chí Dũng, mẹ đồng chí Dũng và hai con đồng chí Dũng cũng là bị nhiễm bệnh. Thì ba đồng chí Dũng chẳng may là bệnh tình trở nặng, thì cũng được cái sự tận tình giúp đỡ của y bác sĩ, nhưng mà bệnh quá nặng thì cũng không qua khỏi. Mẹ khỏe không?
đi nhớ giữ sức khỏe nha. Thì ở đây con cố gắng giữ sức khỏe. Thì nhưng mà mình mới đi cách ly về nhớ là giữ sức khỏe nha, là không có để ăn uống thì cho nó con ấy thì đừng có buồn nha. Thôi anh chuẩn bị anh có tí nữa anh có đi tận rồi thôi nha. Đó thì con đi tận xong thì con ngủ. Ngày hôm qua là cái gì hết dịch thì con cố gắng công tác, hết dịch thì con về. Trước tình hình đó thì đơn vị cũng nắm được cái diễn biến của bệnh tình của chú, thì đơn vị cũng động viên giúp đỡ rồi chia sẻ rồi cũng báo cáo lãnh đạo quận cũng thăm hỏi động viên kịp thời. Tuy nhiên là bệnh tình nó diễn biến nặng thì bác không qua khỏi, thì đơn vị cũng tổ chức để mà thăm cũng động viên. Thì do đó đồng chí Dũng cũng thời gian đó thì ngoài việc lo cái công việc gia đình thì đồng chí Dũng cũng cái công việc của cơ quan cũng đảm bảo tổ chức cái công tác tuần tra, thực hiện các cái chỉ đạo của cấp trên để mình triển khai cái công tác các chốt dịch kiểm tra phòng chống cái kiểm soát những người đi ra đường theo chỉ thị 16, cũng cùng ban chỉ huy để hoàn thành cái nhiệm vụ đơn vị. Giống như là cái phần của đời người lính thì phải chấp nhận những lúc như thế này. Thực ra thì cái này cái công việc rồi, nhiệm vụ là phải làm rồi. Chứ còn cái chuyện gia đình á, thì cái này mất mát người thân là rất đau. Chia sẻ để đồng chí Dũng cũng có tinh thần. Chứ mấy ngày vừa lúc mà gia đình có vẻ thì cái tâm lý ai cũng rất là quan mang, lo sợ. Nhưng mà mình vô khi mà bệnh này thì đâu có gặp mặt được, người thân đâu gặp mặt được. Thì chỉ biết là qua thân những người gặp bác sĩ trao đổi nắm tình hình thôi. Thì cũng biết tình hình diễn biến thì đồng chí Dũng cũng rất lo lắng. Thì anh em trong đơn vị cũng là tròn gánh công việc để đồng chí vừa lo gia đình vừa để đảm bảo được cái nhiệm vụ được phân công. Thì đồng chí Dũng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất là tốt trong công việc của mình.